Được đây. Đây. Sao này? Sao này? Hả? À, mỏi không? Mỏi lắm chứ. Đốm luôn này các bạn này. Đốm luôn ra này. Mỏi lắm nhỉ. Thời kỳ này là thời kỳ vất nhất này đúng không ạ? Cố lên nhé. Nhớ chưa? Nếu mai rét anh sửa ấm cho. Nhớ chưa? Mình vẫn để nước oxyzone ở kia nhưng mà đốm không uống các bạn. Mỏi không? Mỏi không? Nước mắt nó ngủ chảy ra này. Nước mắt nó ngủ chảy ra. Ngoài ấy, con bồ câu nó đang quấy đốm đấy. Nằm ở đây nhá, nằm ở đây nghỉ ngơi nhá, nhớ chưa? Nghỉ ngơi, cố lên. 1, 2, 3. Cố lên. Tin. Cố lên để sau này anh bảo ngồi, nhớ chưa? Cố lên. Mày thì nghỉ đi, nhớ chưa? Ấy trời ơi. Ngủ đi khỏi mệt. Đốm của mình không qua khỏi nữa các bạn. Bây giờ là 22:06. Mình vẫn theo dõi đốm từ suốt từ tối đến giờ ấy. Mình vẫn quay cho các bạn xem đấy. Đoạn vừa nãy mình có ra, mình có vuốt ve đốm lúc đấy rơi vào tầm 9 giờ. Đây, vẫn còn mềm các bạn, vẫn còn ấm đấy các bạn này. Vẫn còn ấm. Nhưng mà thôi, có lẽ thì cũng không thể nhắc thêm được nữa. Mình để ngày mai mình sẽ quay cho các bạn chi tiết thêm. Mình vẫn cứ để đốm nằm nguyên vẹn đây các bạn ạ. Thôi, thật sự là ngày mai mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái lý do. Thực ra nói cái lý do thì giờ nói thì cũng hơi khó nhỉ. Không giữ được đúng các bạn. Vẫn còn ấm này. Vẫn còn ấm luôn. Vừa nãy mình có hỏi thăm một số các người bạn ấy, thì mình vẫn nhắn tin với một số các người bạn bảo là nếu mà đốm mà ngày mai mà vẫn cái thở thoi thóp kiểu dạng như vừa nãy thì mình sẽ đưa đi bác sĩ. Thế nhưng mà thật sự là nó quá nhanh các bạn. Mới bị tầm 8 giờ sáng thôi. Thế nhưng mà không có được các bạn. Không được. Buồn thế nhỉ.
Mọi thứ đã đều chuẩn bị cho đốm một ngày khỏe mạnh. Đó là mình đã chuẩn bị cả trứng gà, lòng đỏ trứng gà. Vì rất nhiều các bạn bảo mình bảo là cho đốm dùng trứng gà, lòng đỏ trứng gà. Thế nhưng mà khi mà đốm nó bị như vậy thì nó không ăn được cái gì cả. Đến uống nước cũng không cả uống được ấy. Thì cho nên là trứng gà mình cũng để sẵn một chỗ để chuẩn bị cho đốm một ngày khỏe mạnh. Nên một cái đốm ăn được là mình sẽ tiến hành, mình chăm sóc đốm. Thuốc men đầy đủ. Hôm qua thì cũng nói chuyện với một số các bạn rằng là nếu như ngày hôm nay mà đốm mà vẫn trong tình trạng mỏi mệt ấy, thì mình sẽ đem đốm đem đi khám và chữa trị. Thế nhưng mà cũng không kịp các bạn. Thì nói chuyện với các bạn là một được một lúc thì mình tạm biệt các bạn rồi đi ra ngồi chơi với đốm một chút xíu. Thế nhưng mà ra tới nơi thì đốm đã không qua khỏi các bạn. Thôi bây giờ thì gác lại chuyện buồn, mình đem đốm đi chôn cất các bạn nhé. Đây là tất cả những hành trang mà đốm mang theo các bạn. Thuốc mình mua về hôm qua, đốm mới chỉ gọi là liếm mép được một chút xíu thôi. Còn thuốc này đốm vẫn đang dùng được một lửa. Còn thì vẫn như dự định là trứng gà ấy, là để cho đốm tỉnh dậy, khỏe lại là mình sẽ sử dụng đến lòng đỏ trứng gà. Còn đây là một bát gan mà mình vẫn thường ngày huấn luyện đốm hàng ngày. Nói chung là tất cả hành trang của đốm mang đi là như vậy. Mong sao kiếp sau em nó sẽ nằm người. Nói chung là nói thực sự với các bạn là nó, mình chỉ biết là nói một đôi câu là nó không có duyên với mình. Thì mong sao là kiếp sau là sẽ thành một người thật tốt. Thank you.
Gáo Đen này, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Tất cả những cái gì hôm nay mình dành cho đốm thì các bạn cũng đã thấy. Vậy là mình đã chôn xong cho đốm rồi các bạn. Thực sự là hôm nay cái video này mình chỉ muốn dành thời gian một cái video này dành riêng cho đốm mà thôi. Biết nói sao nhỉ? Thực ra tất cả những con vật, con gì trong mình nuôi và các bạn vậy thôi. Khi chúng ta đã nuôi nó thì chúng ta rất có nhiều cái tình cảm từ con gà, con chim. Thế nhưng mà đặc biệt thì nói về đốm thì nó là một dòng chó các bạn. Chắc hẳn là các bạn xem video này, các bạn nhiều các bạn đang nuôi chó thì các bạn biết cái cảm giác nó quấn quýt với người như thế nào ấy. Thì đối với Long Đen nó cũng như vậy thôi. Cho nên mình rất chi là tiếc nó. Thực sự là trong thâm tâm mình ấy, mình đã từng nghĩ rằng nếu sau này đốm mà thành công thì thực sự là mình rất yêu nó, bởi vì là cái bộ mặt của nó rất chi là đẹp. Đấy. Cả một cơ thể nó màu trắng, rồi mỗi cái bộ mặt nó màu đen, một đen nó là một cái vệt màu trắng, rồi mồm nó đốm màu trắng. Nói chung là cái con đốm này mình không hiểu sao mình lại rất yêu quý nó. Mà thực sự là muốn nó, là mình cũng đang huấn luyện nó là những cái cơ bản để nó nghe theo mình. Rồi thì mình cũng đang huấn luyện nó là mình đi đâu nó đi theo đó. Thật sự là mình với đốm đang có một cái tình cảm rất chi là sâu sắc. Thế nhưng mà không hiểu sao lại một cái từ, mình gọi là một cái từ là nó không có duyên với mình. Thế thành ra thì mình cũng đành phải chấp nhận thôi. Chứ còn thì cái cảm xúc của mình bây giờ thì nó rất chi là buồn. Nó cứ mông lung ạ. Tối hôm qua đến khi mình ngủ ấy, nó thật sự tâm sự với bạn, mình ngủ ấy, mình cũng nằm mơ là nó tỉnh dậy. Chả hiểu sao nó lại có một cái kiểu mà mình nghĩ nhiều về nó ấy, thì tự dưng nó có một cái giấc mơ là như vậy thôi, kiểu hy vọng ấy. Thế cho nên là sau đó tỉnh giấc dậy thì mong sao đến sáng để mình đem đốm đem đi chôn. Thì cái những cái thứ mà mình mang theo cho đốm ấy, thì cả một cái áo, tức là một cái áo mình vẫn đang mặc này này, mình quấn vào cho đốm luôn. Bởi vì là không phải là cái áo mình bỏ đâu, cái áo mình vẫn mặc ấy. Mình quấn cho đốm để đốm hành trang mang theo. Rồi thì vật dụng thì các bạn có thể thấy đấy, mình cũng mang tất cả những cái gì là của đốm thì đốm mang đi, thế thôi. Mình rất chi là quý nó. Còn qua một cái câu chuyện đây thì có thể là rất nhiều các bạn sẽ đánh giá rằng là mình không có kinh nghiệm hoặc là gì gì đó. Nhưng mà thôi, nói chung là các bạn đánh giá như thế nào thì mình cũng nhận thôi. Nhưng mình chỉ gói gọn lại một từ rằng là các bạn thông cảm cho mình là đốm không có duyên với mình. Còn thì chia sẻ sâu xa hơn ấy, thì thực sự với các bạn là trước kia mình cũng từng chia sẻ những video nói với các bạn rằng là nhà mình không nuôi được chó đen. Thật sự là đây không phải là một cái sự là mê tín dị đoan thì các bạn thông cảm. Thế nhưng mà nhà mình không bao giờ có duyên nuôi được chó đen. Mình nhớ rằng là ở cái đất này là mình nuôi 3 con chó béc dê. Thì chó béc dê các bạn biết ấy, cả một cái thân của nó là trên là màu đen, còn 4 chân thì màu đỏ. Đấy. Thì nó thật sự là nó có những cái chết của những con cún rất chi là ly kỳ luôn. Có những con coi như là mình vừa cho ăn no xong, đúng một lúc thôi quay lại thì là chết. Thế còn thì có những con coi như là mình chữa đến nỗi là thực sự là cái tiền thuốc của mình ấy nó còn nhiều tiền hơn là mua một con chó béc dê luôn. Nói thật sự với các bạn là như vậy. Không hiểu sao là những cái chết của những con chó có màu đen ấy là chết một cách coi như là mình không cứu được. Thì cái con đốm này ấy, thì mình chỉ hy vọng rằng là mình cũng chỉ nghĩ rằng là có một chút đen đen ở trên mặt thôi thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, thì mình mới dám nhận của nhân. Bởi vì trong thâm tâm mình rất thích con chó đấy từ thời mà nhân nó vẫn đang nuôi cơ. Mình rất thích, mình thường tâm sự với các bạn bảo nếu mà nhân mà nó bán con chó này 1 triệu mình vẫn cứ mua. Mà không hiểu sao mình lại thích nó thế, bởi vì nó có một cái rất chi là đặc biệt về cái mẫu mã của nó, cái gọi là cái màu sắc của nó, mình rất chi là quý nó. Đấy. Thế thì còn thì sau đó lại chia sẻ với các bạn là nếu mà những cái dòng chó màu khác ấy, ví dụ như là cái con vằn của mình đang nuôi bây giờ thật sự là không hề ốm đau gì luôn. Đấy. Còn thì đốm, còn đốm nói thật với các bạn, mình chia sẻ với các bạn thật sự luôn là chưa bao giờ một con chó nào dám được phép nằm ở cửa nhà, ở trong nhà ở mình ấy, mà đốm vào nằm thoải mái, mình không bao giờ đánh. Chưa bao giờ là mình đánh đốm một cái là dù chỉ là mạnh một chút xíu, tức là chỉ dọa là đánh vào tay này hư này thế nọ thế kia, chưa bao giờ đánh đốm đau. Rồi thì chưa bao giờ có một con chó nào dám coi nhà mình, gia đình mình ăn cơm mà dám ngồi ở trước cửa nhà.
Nhưng mà đốm được như thế thì các bạn biết là mình dành tình cảm cho đốm rất chi là nhiều. Thế còn thì mình cũng nuôi rất nhiều chó rồi. Cái con chó mà mình đem cho anh trai mình mà bây giờ mình thỉnh thoảng mình vẫn vào đấy các bạn, mình vẫn vào thì thật sự là nó không ốm đau gì luôn. Đấy. Không ốm đau gì. Còn thì trước kia mình nuôi một con chó màu vàng ấy, màu vàng ươm luôn. Màu da bò đấy các bạn. Mình tiêm xong cái mũi 5 trong 1 này này. Rút mũi tiêm ra phát. Thế là con vàng đấy nó làm thoi loài ra, mình tưởng là con đấy nó cũng chết cơ. Thế nhưng không hiểu sao cơ duyên may mắn nào. Một lúc sau nó lại tỉnh. Và từ đấy trở đi là không có ốm đau gì cả. Mình thực sự là trong cái câu chuyện này mình cũng chẳng biết là thắc mắc là do cái kinh nghiệm của mình hay là do cái nhân duyên của mình không nuôi được chó đen thì mình không biết. Nhưng mà thực sự với các bạn là sau cái lần này mình sẽ không bao giờ nuôi con cún nào có màu đen. Kể cả dù có một chút đen thì có thể là mình sẽ chấp nhận, nhưng nếu mà thêm hai chút đen là mình sẽ không nuôi các bạn. Thật sự là nuôi một cái con vật mà mình đang có tình cảm với nó mà nó bị chết ấy, thật sự nói với các bạn là rất chỉ là buồn. Thế nhưng mà ở đây cái chia sẻ của cái video hôm nay mình dành tất cả cho đốm ấy là bởi vì là rất mong các bạn thông cảm. Không ai nuôi một con gì là muốn nó chết cả. Thế nhưng mà mình cũng chỉ gói gọn lại một từ là cơ duyên thôi các bạn. Còn thì video của mình cũng kết thúc ở đây. Thì một lần nữa thì rất mong các bạn thông cảm cho Long Đen về cái sự mất mát. Không phải là do mình không chăm sóc được hoặc mình không có kinh nghiệm, cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Và hẹn các bạn ở video ngày mai. Thật sự hôm nay cũng không muốn chia sẻ đến những con khác, bởi vì tâm trạng bây giờ chỉ muốn dành cho đốm mà thôi. Cho nên là thôi, hẹn các bạn ngày mai mình sẽ quay về những con vật khác để gửi tới cho các bạn những niềm vui trong cuộc sống.